máy khoan bảng hiệu Kiga nha cả nhà. Cao 1m3, có chức năng khoan tự động nha. Đây là thông số máy hiệu Kira KR Derry 423 nha cả nhà. Tốc độ chạy nhanh nhất là 1750 và chậm nhất là 170 vòng trên phút nha cả nhà. Thấy quá đẹp cả nhà. Tì của máy còn rất là đẹp nha. Quá đẹp. Trụ bọng đồ rất là đẹp. Con này thì bàn vuông nha cả nhà. Bàn vuông thì mình có thể bẻ được 45 độ nha. Nó có bản độ đây nha. Rồi, cái loại này tự động cả nhà. Bắt cái nút chạy xong rồi mình cứ gạt cái tay này ra nha cả nhà. Gạt ra là sẽ vô tự động nha. Rất là dễ xài nha cả nhà. Gạt ra rồi mình chỉnh cử hết sản phẩm thì nó hết cử á cả nhà. Nó sẽ trả lên nha. Máy chạy siêu êm luôn. Máy khoan bàn hiệu Kiga cao 1m3, có chức năng khoan tự động. Con này thì sử dụng con số 2 nha cả nhà. Khoan thì người ta cho phép khoan tối đa là 23 ly. Đây con số 2. Con này nước sơn ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Máy chạy thì rất là im luôn nha. Máy khoan thì nó sẽ 3 bu ly chạy và 1 bu ly chạy tự động nha cả nhà. Hiện tại thì em đang chạy cái tốc chậm nhất nha. Giờ anh em mình muốn khoan cái sản phẩm muốn chạy nhanh chậm thì mình cứ đổi dây của roi toàn bu ly nha cả nhà. Đấy, quá đẹp, chạy rất là im luôn nha. Máy khoan bàn hiệu Kiga có chức năng khoan tự động, chiều cao 1m3, xài con số 2 nha cả nhà. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0816 527 425 nha. Hoặc là đến địa chỉ 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Ở đây rất là nhiều mắt khoan bàn cho anh em mình lựa chọn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem.